Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin cho tôi vẫy chào anh em tôi bày đèn tôi một đời đời mới còn tôi bỏ cho đầy và nếu mày có tiền thì mời đến mày nên đến kẻ nhân cần tôi phải nhắn đốt lửa cho lá xanh rồi tụt lỗi với bản nhé mày thích tao từ lâu chỉ là giả trong giả thiết cùng quyết lấy từ lòng ngoài tao cũng đã biết mà không phải vượt tổ để mà phổ độ chúng sanh có cái tình nhắc muốn được tổ không có tư cách so sánh chung giờ đánh chấp mày lên trước đừng có mượn vội biết vào và cũng ở trên nước mày thằng nhóc từ bên nhà lấy hoa nó nói đây là quà lấy nha những cái mặt thịt là quá nhây ngoài đừng có chơi vô vào lầy quá nhà có thằng nào thằng thấy rồi qua để tao đi lấy nồi đi ra không qua lối này thằng kia mày vẫn cứ nói lại mình không muốn phá nổ đèn còn đỏ cũng chưa nổ không muốn rồi đừng lại phóng nổ mày càng lên cao nữa thằng tôi không biết luôn đây là thuốc phi nó có khó luôn tao biết là khi nào tao biết luôn thằng tôi biết luôn lúc này tao cầm chân nhà tao đang ở gần lắm thì chẳng có gì mà cầm chân bị cho biết luôn đây là thuốc phi nó có khó luôn tao biết rồi lúc nào tao biết luôn thằng tôi biết luôn hút một viên mà lúc cái nghe một phát xuống rồi tao thấy như khác luôn tôi đang lạc lối trong khu rừng tối tới lúc này thật sự là cảm thấy rối như chỉ cần rối đừng làm tao rối phải đừng làm tao rối đừng làm tao rối, để rồi làm tao đứng, ở rừng làm tao đói, trong khu rừng làm tao đói, ở đây là lối trên khu rừng tối. Đến lúc này thật sự là cảm thấy rối, sẽ cần rối. Đừng làm tao rối, đừng làm tao rối, để rồi làm tao đứng trong khu rừng làm tao đói. Chỉ lại thôi đừng cùng, phải tắt khu lối thoát, cứ đi tìm cho lối tắt để mà kiếm đường thông lối khác. Đừng làm tao rối, để rồi làm tao đứng, đừng làm tao rối đến trong khu rừng làm tao đói. Người thì lại nói, ta đủ bài này hay. Yeah. Yeah. Đúng rồi thì lại nói nhạc thằng này hài này bay Skater rồi thì bị dính cũng tại vì nhạc tao nghe mờ ảo hay không ngồi xấu rồi những người nói không thích nhưng mà tụi nó lại cứ ảo ảo thầy như là có ai mới về bật nhạc tôi nói đâu có sai mình chỉ nhắc để nhắc bạn cuộc sống tao vẫn thế và ngày mai cũng vậy à anh em luôn vững trời một kỳ tài cũng vậy mà khi buồn lướt Facebook đến khi mà nhìn hình mình chán còn không giúp điện thoại lướt qua lướt lại màn hình chính dậm chân tại chỗ nhưng rồi sẽ tiến tiền không quan trọng nhưng không có tiền thì sẽ rối chẳng biết là mình phải sống như thế nào mới hay cứ phơi phơi dù biết là những thứ này mới hao vì nhà muốn mỗi cái sao cứ phải để chủ đòi nó thiệt tình là thiết kế nhà tao muốn đổi chủ đề vậy thôi bỏ qua chủ đề cũ đều quan trọng ngay lúc này là những người thân vẫn đầy đủ sống vậy mà hay đó người thân luôn đói tốt nên hút là ho để mà mấy thằng em cũng tối đó vì cứ trôi qua tâm trạng lúc càng tăng bạn chính vì thế tao coi là món quà ông trời đã ban tặng tao cứ chơi mà đéo biết là từ khi nào đã sáng thốt của bất cứ cấu đá ngoài kia rồi tao biết mình thể xuống hút trên tiền này thì chắc lơ còn nó nhớ là chết lần chết là hết chân không chết thì chết lết chân quá nhiều tâm mà nhưng mà tao đang nhớ để chết mới nhận ra là cũng không có nhen nhớ chết là chết cái đầu ảo thì tôi gà nó đau ổn tôi chỉ là ảo đâu tụi mày chỉ biết có bồn đậu tôi nhưng tôi muốn phá nổ nghe tao đậu muốn chưa nổ muốn ra trận lại phó nã mày càng lên sâu nữa làm gì tôi chưa biết luôn đây là thuốc tiên muốn có khó nhưng tôi biết là khi nào cần biết luôn không cần biết thôi tôi chảy vào